Thưa quý vị, Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Phần Lan cho biết, cơ quan này sẽ bỏ phiếu vào ngày 28 tháng 2 để thông qua đạo luật cần thiết cho phép quốc gia Bắc Âu này gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quốc hội Phần Lan nhấn mạnh mục tiêu của đất nước này là hoàn tất tiến trình lập pháp cần thiết để gia nhập NATO trong nhiệm kỳ quốc hội hiện nay. Tuyên bố này được đưa ra chỉ gần hai tuần trước khi quốc hội tạm nghỉ để tiến hành cuộc bỏ phiếu trên. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Eki Tumioya khẳng định Phần Lan chỉ quan tâm tới việc được phê chuẩn để trở thành thành viên NATO. Giới phân tích nhận định rằng nhiều khả năng đạo luật cần thiết cho quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO sẽ được thông qua tại cuộc bỏ phiếu ngày 28 tháng 2 tới, do hầu hết các nghị sĩ quốc hội đều ủng hộ việc gia nhập tổ chức này, qua đó đưa Phần Lan tiến gần hơn tới mục tiêu này so với nước láng giềng Thụy Điển. Tuy nhiên, để trở thành thành viên NATO, Phần Lan sẽ phải nhận được sự phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Bộ Tài chính Nga vẫn đang kiên định với kế hoạch đưa thâm hụt ngân sách xuống không quá 2% GDP năm 2023. Bất chấp chi tiêu cao ngất ngưỡng và doanh thu từ năng lượng sụt giảm đã góp phần gây ra sự thiếu hụt lớn trong tháng 1. Nga ghi nhận mức thâm hụt ngân sách gần 25 tỷ đô la Mỹ trong tháng 1, một phần do doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt, huyết mạch của kinh tế Nga sợ giảm sút. Điều này khiến các nhà phân tích dự báo thâm hụt ngân sách lên tới 5.500 tỷ rúp, tương đương với 73,2 tỷ đô la Mỹ tương đương 3,8% GDP trừ khi giá dầu của Nga phục hồi. Theo kết quả tháng 1 năm 2023, thu ngân sách của Nga đã giảm 35%, trong khi chi tăng 59%. So với cùng kỳ năm 2021, nguồn thu từ tổ hợp dầu khí giảm một nửa và trong các lĩnh vực khác giảm gần 1 phần 3. Hôm nay, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu được một bé trai và hai người đàn ông gần 11 ngày sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy bé trai Osman 14 tuổi sau khi nghe thấy tiếng động trong đống đổ nát 260 giờ sau khi động đất xảy ra tại khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6 tháng 2. Em đã được đưa tới bệnh viện tại thành phố Antakya của tỉnh Hatay. Khoảng một giờ sau đó, các nhân viên cứu hộ ở nơi khác cũng cứu được Mehmet Ali Saki Goglu, 26 tuổi, và Mustafa Afsi, 33 tuổi, khỏi đống đổ nát của cùng một tòa nhà tại Antakya. Hai nạn nhân đang được các nhân viên y tế điều trị, cho đến nay thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của trên 43.000 người, khiến hàng chục nghìn người bị thương, khiến hàng triệu người không còn nhà cửa. Thưa quý vị, còn gần 3 tháng nữa vào ngày 14 tháng 5, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử quan trọng bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Trong bối cảnh Tổng thống Tayyip Erdogan đang chạy đua để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri sau thời gian mức tín nhiệm bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát, thì trận động đất kinh hoàng xảy ra đúng thời điểm, dường như có thể định hình những tháng cuối cùng của chiến dịch bầu cử. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan những ngày này xuất hiện liên tục ở các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của động đất, thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết đất nước. Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt đầu các hoạt động dọn dẹp và tái thiết các đống đổ nát. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân của mình. Tôi yêu cầu người dân không tạo cơ hội cho những kẻ khu khích và chỉ quan tâm tới những tuyên bố của cơ quan quản lý thảm họa. Giờ là thời điểm để chúng ta đoàn kết phản ứng với trận động đất, tổng thống Erdogan đã thể hiện vai trò lãnh đạo của mình một cách rõ ràng, huy động nhanh chóng mọi nguồn lực của đất nước, đặc biệt ngay lập tức chấp nhận và tạo điều kiện cho viện trợ quốc tế. Nhưng khi công tác cứu hộ qua đi, nỗ lực tái thiết đất nước có thể đặt ông Erdogan trước thách thức duy trì sự ủng hộ của người dân. Tổng thống Erdogan đã dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ qua một thời kỳ thịnh vượng kinh tế trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, nhưng trong những tháng gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống khi Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng. Các nhà phân tích đã đưa ra nhiều quan điểm trái chiều về việc liệu các sự kiện liên quan đến động đất sẽ làm tổn hại hay cải thiện triển vọng bầu cử của nhà lãnh đạo 68 tuổi này. Với mức độ nghiêm trọng của thảm họa, phản ứng đã diễn ra nhanh chóng và khá mạnh mẽ. Nếu duy trì được mức độ phản ứng mạnh mẽ này thì Tổng thống Erdogan sẽ có lợi trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Mọi người đang khốn khổ và họ có xu hướng bỏ phiếu ủng hộ thay đổi khi họ khốn khổ. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp khó khăn vì cả trận động đất và lạm phát cao. Chính phủ sẽ tìm cách hoãn cuộc bầu cử, một phần vì những thách thức trong thu gom phiếu bầu ở những khu vực bị thiệt hại nặng nề sau động đất. Trong khi đó, các đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ đã bám sát trận động đất và tìm kiếm cơ hội để chỉ trích tổng thống. Nếu ai đó chịu trách nhiệm chính về việc này thì đó chính là ông Erdogan. Hơn 20 năm chính phủ này đã không chuẩn bị sẵn sàng cho đất nước trong trường hợp xảy ra động đất. Các nhà phân tích đều cho rằng cách xử lý hậu quả động đất của tổng thống Erdogan sẽ được so sánh với phản ứng trong trận động đất năm 1999 khiến 17.000 người thiệt mạng. Một liên minh cầm quyền khi đó đã bị chỉ trích mạnh vì từ chối sự giúp đỡ của quốc tế và không cập nhật rõ ràng thông tin. Tuy nhiên, để nhắc nhở về tầm quan trọng của các động thái mà tổng thống Erdogan đưa ra trước cuộc bầu cử, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt. Một cựu nhân viên bảo vệ đại sứ quán Anh ở Berlin hôm nay đã bị kết án tù 13 năm 2 tháng vì tội danh tiết lộ thông tin cực kỳ nhạy cảm cho phía Nga. Ông David Smith 58 tuổi đã thu thập thông tin bí mật trong hơn 3 năm bao gồm các thông tin liên lạc bí mật của thủ tướng lúc đó là Boris Johnson và các tài liệu nhạy cảm khác. Ông Smith đã chấp nhận gửi hai bức thư chứa thông tin nhạy cảm cho các cá nhân tại đại sứ quán Nga ở Berlin. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng ông ta đã thiết lập liên lạc thường xuyên với các cá nhân ở Đại sứ quán Nga vào năm 2020. David Smith đã nhận tội vào tháng 11 với 8 tội danh theo đạo luật bí mật chính thức, trong đó có một tội danh liên quan đến việc chuyển thông tin cho Thiếu tướng Sergei Chukarov, tùy viên quân sự Nga tại Berlin vào tháng 11 năm 2020. Các công ty công nghệ lớn như là Google, Meta, Twitter và Apple đang đối mặt với các quy định nghiêm ngặt hơn của Liên minh châu Âu về nội dung trực tuyến khi số lượng người dùng hàng tháng vượt ngưỡng mà EU đặt ra cho các nền tảng trực tuyến lớn. Theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU, những công ty có hơn 45 triệu người dùng được coi là các nền tảng trực tuyến rất lớn và có nhiều nghĩa vụ hơn như quản lý rủi ro, kiểm toán độc lập. Các doanh nghiệp này cũng phải chia sẻ dữ liệu với các nhà chức trách và các nhà nghiên cứu cũng như áp dụng một bộ quy tắc đạo đức. Ủy ban châu Âu EC đã đề ra hạn chót là ngày 17 tháng 2 để các nền tảng trực tuyến và các công cụ tìm kiếm công bố lượng người dùng hàng tháng. Những nền tảng trực tuyến rất lớn có bốn tháng để tuân thủ các quy định hoặc chịu phạt. Dựa trên thống kê 45 ngày qua, Twitter có 100 triệu 900 nghìn người dùng hàng tháng tại EU. Alphabet có số người dùng các dịch vụ dao động từ 270 triệu đến 400 triệu người. Còn Apple chỉ có dịch vụ App Store cài trên iPhone là có hơn 45 triệu người dùng một tháng, đủ điều kiện để trở thành nền tảng trực tuyến rất lớn. Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, kêu gọi hành động khẩn cấp để đưa ra các quy định kiểm soát việc phát triển và sử dụng ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo AI trong chiến tranh, đồng thời cảnh báo công nghệ này có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Tại hội nghị quốc tế về sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quân đội 2023 diễn ra tại La Hay, Hà Lan, trên 60 nước đã có những bước đi đầu tiên trong việc xây dựng các quy định quốc tế về sử dụng AI trong chiến tranh, nhằm tạo ra một hiệp ước tương tự như những hiệp ước về vũ khí hóa học và hạt nhân. Trong lời kêu gọi hành động chung, các nước cho rằng AI đã mang lại nhiều cơ hội lớn và có tiềm năng phi thường như công nghệ hỗ trợ. Tuy nhiên, có những quan ngại xung quanh việc sử dụng AI trong lĩnh vực quân sự và mức độ tin cậy của hệ thống AI, vấn đề liên quan đến con người, việc thiếu trách nhiệm pháp lý và nguy cơ về những hậu quả không lường được. Khoảng 2.000 đại biểu đến từ các chính phủ, các công ty công nghệ cũng nhất trí thành lập một ủy ban toàn cầu để làm rõ việc sử dụng AI trong chiến tranh và đưa ra những hướng dẫn cụ thể. Hiện trong quân sự, AI đã được sử dụng để do thám và giám sát cũng như phân tích, thậm chí còn được sử dụng để tự động lựa chọn các mục tiêu, chẳng hạn như đưa máy bay không người lái tới nước đối địch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.